Xin chào tất cả bà con nông dân chúng ta ha. Hôm nay thì em Hạnh trở lại thăm miếng ớt của chú Bà Thoại, là một trong những ớt Hạnh đang quản lý để tiến hành xử lý sửa lại. Trong quá trình mà xử lý bệnh xong rồi, bắt đầu là tới giai đoạn này là giai đoạn đang tập trung dinh dưỡng để cho cái ớt chúng ta nó phát triển lại, lấy lại chồi và lấy lại tàn. Đặc biệt chồi thì nó giai đoạn này nó 4 mấy ngày nó không lấy được rồi ha. Bắt đầu tập trung đánh tàn là chủ lực để làm sao mà cái ớt chúng ta nó phủ tàn và nó cao, có độ cao và phủ tàn. Đặc biệt hơn là trong quá trình mà nó cao vậy đó, nhưng mà vẫn đảm bảo chúng ta là lóng nó mới nhặt được. Thì lóng nhặt thì bắt cái ớt chúng ta nó bắt đầu nó phải được nhiều trái hơn. Nếu mà cao mà nó giao lóng thì bà con biết là khi mà cao mà giao lóng thì tất nhiên là nó sẽ bị hiện tượng đó là rụng bông rụng trái bất chợt. Chính thế mà em Hạnh đang xử lý một phương pháp đó là đánh cây nó cao lên. Tuy nhiên phải làm cho lóng nó nhặt thì nó có nhiều tầng trái thì ớt chúng ta nó sẽ trúng hơn. Ha. Và hôm nay thì em Hạnh tới đây thì cũng nhân dịp đem ăn phốt thứ ba đang xử lý thuốc nha. Bữa nay thì mình đánh cái bộ combo là chuyên kích đọt, nói chung là chuyên kích đọt dưỡng đọt. Thì trong đây có những cái sản phẩm mà đậu trái Hạnh đang áp dụng cho tất cả bà con chúng ta ha. Thường xài những bộ như thế này đây, là đang trong quá trình mà tính pha thuốc luôn. Đây tính pha thuốc, đây là cái dòng thuốc sâu Hạnh kèm vô bổ sung cho tính xài cửa này nha. Thằng này là dạng tự lực thôi. Đây là những gói vi khuẩn. À, vi khuẩn Hạnh bổ sung vô để xử lý. Và tối vừa rồi thì cũng có một đám mưa đêm. Thì cũng đang rất là ngại, tại vì sợ, rất là sợ mưa đêm. Tại mưa đêm nó ảnh hưởng rất lớn đến quá trình mà sinh trưởng phát triển của ớt chúng ta ha. Nó dễ gây bệnh lắm. Chính thế Hạnh rất là ngại. Mà đặc biệt thì xong một cửa mưa đêm thì Hạnh thì thứ ba cũng đang vừa phun thuốc luôn. Thì cũng đỡ ngại hơn rồi. Nghĩa là sau khi mưa đêm mà mình trúng cái cử thuốc mình phun luôn. Nên mình đã quản lý luôn được ha. Và cái đợt này thì em Hạnh bổ sung thêm là cái sản phẩm đó là Chobelus. Trong quá trình Hạnh xử lý thằng Chobelus này để mục đích làm gì? Cho giúp nó đi đọt. Đây là một sản phẩm thuốc bệnh nha. Sản phẩm thuốc bệnh nhưng mà nó giúp đi đọt, nó hỗ trợ và giúp làm sao nó dưỡng cây chúng ta, làm cho cây chúng ta nó xanh hơn. Và bên cạnh đó thì có những cái sản phẩm đó là siêu tập nước khuẩn, kết hợp với khuẩn này để quản lý ba cái khuẩn trong môi trường cái ớt chúng ta ha. Và cái này là thuốc sâu Defy, một trong những cái sản phẩm mà Hạnh rất là ưa thích. Đây là dạng sản phẩm SC rất là mát ha, rất là mát nha, nó xử lý sâu rất là hiệu quả. Đặc biệt hơn sản phẩm này nó làm cho sâu chúng ta chết chậm nha. Tuy nhiên mà nó kéo dài thời gian rất là dữ. Đặc biệt hơn thì nó vừa giải quyết sâu chúng ta da láng mà vừa chúng ta là giải quyết chúng ta đó là nhện đỏ. Sản phẩm này giải quyết hai yếu tố là vừa sâu và vừa nhện đỏ. Và sản phẩm thứ ba đó là mà không thể thiếu, đó là một cái sản phẩm tạo hoa tạo trái Nemet để làm gì? Tại cái cây của mình đã 48 ngày rồi thì nó đang trong quá trình mà ra bông, thì Hạnh bổ sung này vô để cho đậu bông đậu trái nha. Đó, đây còn một sản phẩm này dưỡng chất khô cơ. Đây là để khi mà thường Hạnh kết hợp chung cái bộ này nè. Một cái sản phẩm dưỡng chất khô cơ này kết hợp Nemet là một thằng thì nó giúp cho chúng ta là đi đọt. Nhưng mà dạng hữu cơ đi đọt rất là đầm, rất là mập. Một thằng giúp chúng ta là đậu bông đậu trái nha. Thì hai yếu tố này cặp vô. Còn đây là những cái bộ thuốc bệnh. À, bộ thuốc bệnh hiện Hạnh đang để bổ trợ cho thím. Và sản phẩm này sâu thôi, sâu để xử lý bạc cái sâu với bạc cái nhện đỏ. Nha, đây là một cái bộ mà Hạnh thấy rất là ưa thích. Tại vì cái sản phẩm này nó dạng hữu cơ nên nước nó hơi màu đen đen xíu nha bà con. Nước màu đen đen. Đây, nước đen đen như thế này. À, rất là nói chung là đen như thế này đây. Và nó đã rất là đậm đặc nha, đặc đậm đặc. Và đặc biệt hơn cái cây này, cái bộ sản phẩm dưỡng chất khô cơ này nó giúp cái cây chúng ta nó đi đọt đầm, nó đi đọt rất là đầm, nó không bốc. Chính thế mà đang giai đoạn bệnh hoạn bỏ quá nó không hay, nhưng mà ta cho nó đi đầm để làm gì? Giúp cho ớt chúng ta nó khỏe hơn, đọt nó mập mạp hơn, xanh đậm đà hơn. Và kết hợp bộ thế này để tạo cho ớt chúng ta có độ lực, nghĩa là khi đi đọt tới đâu là đậu bông đậu trái tới đó. Đây, cái này là thế pha rồi hay vậy? Thằng trả lại. Hay rồi. Ở đây thì thím cũng cho người tiến hành phun thuốc để quản lý làm sao giúp cái cây ớt chúng ta nó phát triển lại đâm chồi nhiều hơn, để đặc biệt hơn là lấy tàn nó đẹp hơn. Và hôm nay bà con nhìn thấy ha, cái màu xanh nó có nha, cây ớt chúng ta nó trả là màu xanh rồi. Mà vừa rồi Hạnh vừa tối rồi á thì nó có một đám mưa đêm á, mà sáng hôm nay là Hạnh thấy có rằng đúng là mưa đêm mới đọc thật. Và sau một đám mưa đêm mình thấy có một vài lá thì rực vàng, không bữa trước nó xanh hơn rực vàng
tuy nhiên là nó vẫn trả cho mình một cái màu xanh lại rồi, ổn, nó mới là tương đối nó ổn rồi. Nhưng mà thời gian sắp tới Hạnh sẽ cho thím tưới ba cái dòng biosim, tưới dòng biosim kết hợp với ba cái phân NPK 20-25, thím đang xài là 20-25 của Rà Sony, kết hợp với biosim để tiến hành mình tưới cho cây nó ăn, ăn gọi là ăn mà tưới lỏng như thế, ăn thế sẽ nó dễ ăn hơn, dễ ăn hơn. Thứ hai nữa là chuẩn bị vô mưa bão rồi, mình không dám cho phân lượng phân nhiều nữa. Đúng là thật sự thời điểm này là cho khoảng 50-60 kg phân để làm sao thúc cho cái dàn rễ nó ăn mạnh để đọt nó bung tàn lên, nó bung tàn mà lấy tàn, mình lấy tàn lên. Hiện tại giờ mưa bão chuẩn bị vô, nó không dám cho phân nhiều nữa, nên kêu thứ ba là chia nhuyễn lượng phân ra mà tưới chung với biosim để cái cây chúng ta nó hấp thụ nhanh hơn và nó tránh cái hiện tượng bị ác phân do thời tiết mưa bão bất chợt á.